Quý vị, sức khỏe là mối quan tâm bậc nhất đối với mọi người, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Không chỉ ăn uống sinh hoạt điều độ mà tập thể dục cũng là một biện pháp hữu hiệu để tăng cường sức khỏe. Trong đó, những lợi ích của bộ môn yoga đang được nhiều người lựa chọn. Tại Bà Rịa Vũng Tàu trong những năm trở lại đây, phong trào tập luyện yoga ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Nhiều câu lạc bộ, các phòng tập yoga cũng nở rộ với hệ thống cơ sở vật chất phòng tập khang trang nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của mọi đối tượng, nhiều lứa tuổi. Tập yoga thì nó điều chỉnh vóc dáng là thứ nhất. Thứ hai nữa là làm cho mình một đề kháng rất tốt. Khi mà mình nhiễm bị Covid á, thì nó cũng rất là bình thường. Ví dụ nó chỉ hơi khó chịu thôi, hoặc là hơi không đại khái khó ho hoặc nghẹt mũi một chút nào đó thôi, nhưng mà thật sự không ảnh hưởng gì tới sức khỏe nhiều. Đối với bản thân em thì yoga nó sẽ cải thiện được sức khỏe, ổn định huyết áp, nó cân bằng được, nó kiểm soát được cái cân nặng của mình, tốt cho xương khớp. Rồi nó làm cho mình trong cuộc sống mình bình tĩnh hơn, mình tĩnh lặng hơn. Khi mà em bị mắc á, thì trong quá trình luyện tập em có tập những cái bài tập thở, cho nên khi mà xảy ra cái vấn đề đó đối với mình á, là em bình tĩnh hơn. Yoga hoàn toàn khác với những môn thể thao khác. Tập luyện thể thao xong, người tập vẫn đạt được sự thư thái, tỉnh tại. Tập yoga hàng ngày còn là liệu pháp tuyệt vời để phòng và chữa bệnh. Các bài tập yoga sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp, giảm đau lưng, đau cổ, đau vai, đau nhức các khớp, cải thiện khả năng hoạt động của phổi, ổn định đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, những thông điệp tích cực của bộ môn yoga trở nên thiết thực, phù hợp hơn bao giờ hết. Trên thế giới, nhiều người đã tiếp cận phương pháp yoga để cải thiện sức khỏe, chống lại sự cô đơn, buồn chán trong thời gian giãn cách xã hội. Đối với những người đang phải cách ly hoặc điều trị, việc tập yoga có thể làm giảm bớt đi nỗi sợ hãi và lo lắng. Liên Hợp Quốc cho rằng, yoga đang có những đóng góp lớn trong quá trình giúp bệnh nhân COVID-19 giải tỏa tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng và làm quen trở lại với cuộc sống sau khi khỏi bệnh. Đối với những người đang là F1, F0 điều trị tại nhà, thì việc tập yoga có thể làm giảm bớt đi nỗi căng thẳng và lo lắng. Trong chương trình ngày hôm nay, huấn luyện viên Showroom Trung tâm Yoga Mi thành phố Bà Rịa sẽ giúp quý vị có những cái bài tập cải thiện chức năng hô hấp, đồng thời còn ngăn được các biến chứng hay suy giảm thể chất. Xin chào Showroom. Xin chào em. F0 ở giai đoạn đầu tiên phải gánh chịu những cái triệu chứng của Covid mang lại, và chính vì thế điều này khiến cho họ cảm thấy rất là bức rứt, khó chịu và khó thở. Vậy thì bạn có thể giới thiệu một vài bài tập, một vài động tác giãn cơ để cho những người F0 đang điều trị tại nhà cảm thấy nó thoải mái, và nhất là những cái bài tập về thở để họ có cái nguồn oxy trong phổi nó dồi dào hơn so với bình thường. Bởi vì khi mà F0 điều trị Covid tại nhà thường hay có cái triệu chứng là khó thở và mệt mỏi. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Sourav và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một vài động tác thở để giúp cho duy trì hơi thở sâu và giúp cho bạn thư giãn tâm trí. Và những ai đã từng bị F0 hoặc chưa từng bị F0 cũng có thể tập luyện bài tập thở này tại nhà. Và cách thở đầu tiên có tên là Brahmri. Và với động tác thở này, chúng ta ngồi với tư thế thư giãn nhất, hai chân khoanh lại, hai tay đặt lên gối. Và nếu như ai có vấn đề về khớp gối, chúng ta có thể ngồi trên ghế và luyện tập. Ngồi thẳng lưng, thẳng cột sống và hai tay chúng ta đặt áp sát lòng bàn tay lên tay. Từ từ nhắm mắt lại và thư giãn toàn bộ tâm trí. Hít một hơi thật sâu, làm tràn đầy cuống phổi. Và chúng ta uống nhẹ lưỡi, lưỡi của chúng ta sẽ đụng lên gần vòng họng. Hít vào một hơi thật sâu và giữ hơi thở trong vòng 1 đến 2 giây. Và chúng ta sẽ tạo một âm thanh từ
phổi lên cuống họng. Chúng ta tập hơi thở này, giữ hơi từ 1 đến 2 phút và tạo lên một cái tiếng âm thanh từ bụng lên tới vòm họng. Và chúng ta có thể luyện tập cách thở này 3 lần trong một ngày. Và chắc chắn rằng trước khi chúng ta tập luyện hơi thở này, chúng ta không ăn gì, bụng chúng ta trống rỗng. Và thật là tốt nếu chúng ta tập cái hơi thở này sau khi chúng ta thức dậy và trước tất cả những bữa ăn trong một ngày. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài tập thở thứ hai cùng với hơi thở và tay. Và bạn của tôi, huấn luyện viên Rahul sẽ hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta ngồi với tư thế thoải mái nhất, thẳng lưng, mở ngực. Nâng hai tay lên song song với cơ thể của mình. Mở rộng 5 ngón tay ra. Mở rộng lồng ngực, mắt nhìn lên. Thở ra, khép hai tay lại, mắt nhìn về phía trước. Và làm động tác này liên tục với 5 hơi thở. Hít vào thật sâu, nâng lồng ngực lên. Nâng lên cao, mắt nhìn lên. Thở ra, mắt nhìn về phía trước. Chúng ta đã hoàn thành động tác thứ nhất. Hai tay đặt xuống gối. Và động tác thứ hai, hai tay của chúng ta nâng lên một góc 45 độ so với đầu gối. Và từ từ hít vào, mở rộng lồng ngực ra, mắt nhìn lên. Thở ra, trở về. Hít vào, mắt nhìn lên, mở căng lồng ngực, hít thật sâu. Thở ra, mắt nhìn về phía trước. Hít vào, đảm bảo lượng phổi của chúng ta hít vào thật sâu. Thở ra, mắt nhìn về phía trước. Và động tác thứ ba trong chuỗi động tác nâng tay, chúng ta nâng tay lên song song với sàn, nâng lên 45 độ và cuối cùng nâng lên cao 90 độ. Từ từ mở rộng hai tay ra và hít thở thật sâu, mắt nhìn lên cao. Đảm bảo lượng hơi oxy vào cuống phổi nhiều nhất, rồi từ từ thở ra. Hít vào, hai tay song song, nâng lên 45 độ, từ từ nâng lên 90 độ so với cơ thể. Hít vào, mở rộng ngực. Thở ra, trở về. Hít vào, mở rộng lồng ngực ra. Thở ra, trở về. Hít vào, mở rộng lồng ngực, mắt nhìn lên. Thở ra, trở về. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Hít một hơi thật sâu, mắt nhìn lên. Thở ra, trở về. Chúng ta đã hoàn thành bài tập thở đầu tiên rồi. Và với những động tác vừa rồi, tôi muốn hướng dẫn các bạn hơi thở và cơ thể của chúng ta sẽ hòa quyện làm một. Và khi chúng ta kết hợp nhịp nhàng giữa hơi thở và động tác, chúng ta sẽ tăng được cái tính hiệu quả của việc tập luyện về hơi thở tại nhà với các trường hợp bị F0 và không có F0. Xin được cảm ơn phần hướng dẫn vừa rồi của Soro. Cảm ơn, namaste. Namaste. Thưa quý vị, hy vọng với các bài tập hít thở mà huấn luyện viên Sourav trung tâm Yogami vừa hướng dẫn sẽ không chỉ giúp cho các F0, F1 sớm phục hồi di chứng và lấy lại tinh thần thoải mái lạc quan hơn để trở lại với cuộc sống thường nhật. Chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.